Phương Oanh phản ứng ra sao khi bị nghi chuẩn bị phát thiệp cưới. Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh khiến một số khán giả cho rằng cô nàng đang chuẩn bị gửi thiệp mời cưới. Thời gian gần đây, Phương Oanh và Sắc Bình trở nên cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh đời tư. Dù không đăng tải ảnh chụp chung, nhưng cư dân mạng vẫn tinh ý cho rằng cặp đôi đã cùng nhau vi vu tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Đứng trước sự thắc mắc của khán giả, cả hai vẫn giữ thái độ im lặng. Mới đây trên trang cá nhân, Phương Oanh đã hào hứng khoe phong bao lì xì chuẩn bị tặng khách hàng. Tuy nhiên khi ngắm nhìn khoảnh khắc này, một số khán giả đã lầm tưởng nữ diễn viên đang sắp có tin vui. Trước đó, nữ chính Quỳnh Búp Bê còn vui vẻ thông báo tới tất cả người hâm mộ, bao lì xì trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Mọi người đã sẵn sàng để nhận lì xì của anh chưa? Tối nay 8 giờ mình gặp nhau nhé. Trong khung hình, người đẹp diện một bộ trang phục màu trắng đầy sang chảnh. Đồng thời cô nàng thể hiện tâm trạng vui vẻ và nở nụ cười đầy rạng rỡ khi chụp ảnh. Ở dưới phần bình luận, đa số người hâm mộ và bạn bè thân thiết đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nữ diễn viên, năm mới tấn tài tấn lộc chị yêu. Lót dép chờ chị gái phát hồng bao, quá tuyệt vời luôn. Tuy nhiên trong loạt bình luận trên, một khán giả suýt cho rằng phong bao lì xì Phương Oanh chuẩn bị là thiệp mời cưới, đọc vội cứ tưởng tấm thiệp mời trên bàn. Đứng trước ý kiến này, nữ diễn viên vui vẻ trả lời, đấy, nói có sai đâu. Hay vội quá.